Xin chào mấy anh em. Thì hôm nay mình trở lại cái vấn đề là nuôi con bò cạp. Thì bên mình thì hiện tại thì khoảng 300 con bò cạp sinh sản. Mình cũng đã nuôi được 1 năm rồi. Thì cái năm đầu tiên mình mua về thì nó cũng chưa có đẻ, bị mình mua cũng cuối vụ rồi. Thì hôm nay thì tháng 4 thì nó sẽ đẻ lần đầu tiên cho mình. Thì các bạn biết rồi đó, cái con bò cạp thì nó cũng rất là dễ nuôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó ăn cũng đơn giản lắm. Các bạn nào mà có nuôi dế á, thì các bạn bỏ cho nó ăn toàn là dế cũng được. Cái thứ hai, các bạn xiên thì các bạn lấy tép hoặc là cá bằm nhuyễn, các bạn để trong dĩa rồi để trong trại chuồng nó ra, nó ăn riêng. Hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn để mình nhân đàn cái con bò cạp và mình hạn chế cái đỡ mức độ hao của nó, và dưỡng cái con bò cạp đẻ như thế nào thì mình muốn chia sẻ luôn. Thì các bạn nào mà cái con bò cạp á, nó 1 năm nó đẻ 2 lần, vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10. Thì các bạn thấy cái con bò cạp nào nó có chữa thì các bạn bắt riêng ra, hoặc là nó đẻ, lỡ mà nó đẻ ra rồi thì các bạn bắt riêng mỗi một con, các bạn chia cho mình một thùng. Để làm gì? Để làm hạn chế cái mức độ là cái con khác nó là nó tấn công cái con này, và cái con sẽ ảnh hưởng. Thì mình khoảng cỡ 100 đến 200 con bồ cạp cái, thì nó sinh sản hổm giờ cũng nhiều rồi. Cái con nào thì nó đẻ và nó nở ra thì mình bắt bỏ riêng ra để cho mình dưỡng cho nó tốt. Như gì là mỗi một keo như một con là mình không có sữa luôn thường nhiều ha. Đây các bạn thấy không? Đây con bồ cạp nó đẻ khoảng 40 con. Rất là nhiều. Thì cái con này là bồ cạp con thì nó mới nở, nó đu lên trên lưng cái lưng mẹ đó. Thì sau khoảng 1 tuần thì nó lột xác xong thì nó sẽ bò xuống và nó phát tán ra ngoài, thì mình bắt cái con mẹ nó ra, rồi mình đi cái mình đem cái con qua bên cái khu vực mà mình ươm á, mình để riêng. Thì đây là mình quay cho các bạn xem luôn nha. Mỗi một ô là mình nuôi một dĩ một con thôi, mình dùng cái muỗng dừa này là mình úp nó lại trong trong tối á, để mình tiện quan sát. Thì mỗi một con như vậy nó nở từ cao tay lắm là một con bự thì nó nở được 40 con, nở hết đáp. Nhỏ thì từ 15 đến hai mấy con, 30 con là chung chung. Thì các bạn phải làm cách này thôi, vì những cái trại lớn của người ta thì người ta nuôi cái số lượng mấy ngàn con, vài chục ngàn con, thì người ta không có cần thiết phải là tách riêng như mình đâu. Thì mình có số lượng có mấy trăm nên số lượng ít quá, nên mình phải là nhân đàn theo cái kiểu này. Mình làm số này là mình hạn chế cái hư hao của nó. À, các bạn nhớ lưu ý luôn, khi mà con bồ cạp có cái nè, nó để như gì thì các bạn úp nó, các bạn không nên đụng nó nhiều quá, đụng ổ nó nhiều quá. Đụng ổ nó nhiều quá thì cái con nó sẽ tản ra, nó rớt xuống dưới. Khi nó không bò lên kịp thì con mẹ nó sẽ ăn thịt cái con luôn. Các bạn hạn chế cho đó nha, nhớ lưu ý cho đó. Tại cái này mình quay cái clip nên mình đem ra cho các bạn xem thôi. Một cái thì mình giữ lấy ở đây, đây này. Bò cạp này thì nói chung là sau này nó sẽ có giá trị lắm, nên mình thấy mình cũng ham nên mình nuôi thôi. Hiện tại bây giờ mình cũng được khoảng 1.000 mấy trăm con bò cạp con rồi. Mình đang ươm một cái khu riêng. Hôm nào thì mình sẽ cho các bạn xem cái khu ươm. Thì mỗi một lô như gì nó sẽ chung, khi mà nó rời khỏi con mẹ thì mình tách nó ra và mình nhốt riêng một ô nữa. Để không thôi các bạn mà là cái bồ cạp lớn bồ cạp nhỏ các bạn nhốt chung á, thì con này nó sẽ ăn con kia. Mình sẽ hạn chế, vì mình phải hạn chế thấp nhất cái độ mức độ hao, bởi vì đây là số lượng mình chỉ nhân thôi, chứ mình không phải như là cái trại lớn của người ta. Đây là nó lột xác rồi nè, khoảng cái 2 ngày nữa thì nó sẽ bò ra khỏi lưng mẹ đó. Mình sẽ tách cái con mẹ nó ra, bỏ một ô như vậy. Mình không bỏ cần nên bỏ thức ăn, mình chỉ bỏ nước cho nó uống thôi, mình đổ ướt nước cho con mẹ nó uống. Bồ cạp này nhân giống cũng rất là dễ nha các bạn. Thì các bạn nào mà có ý định là nuôi bồ cạp á, thì nuôi với số lượng là 400 500 con, các bạn nuôi tập trung cũng được. Thì nếu mà các bạn mà số lượng 100 đến 200 con mà đang sinh sản thì các bạn nên cũng nên mà tới nó cái mùa sinh sản của nó, các bạn cũng nên kiểm tra và tách nó ra như mình như vậy nè, thì đảm bảo cho cái đầu con nó được đạt, và cái thứ hai nữa là nó không ảnh hưởng đến cái con. Mình làm như vậy là ok luôn, không có con nào mà nó đánh chiếm con nào hết.
khi con bồ cặp con nó bò khỏi lưng mẹ nó thì mình tách nó ra ghi một ô, thì mình cho bỏ dế con vô hoặc mình bỏ tép cá băm nhuyễn ra mình để vô thì tự động nó ăn. Nếu bạn xem video mà có cái nào hay hay hoặc là có vấn đề gì các bạn nhắn tin cho mình chia sẻ. Thì ngày cuối tuần mình chúc các bạn thật là vui vẻ nha. Thì cái con bồ cặp này khoảng vài ngày nữa mình làm xong cái ô chuồng nuôi bồ cặp con đó, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. À, chúc các bạn nhiều sức khỏe.